Bới bới gì? Không phải bới. À chú Lam ơi. Chú Lam. À gì nhỉ? Bồ Đam. Bồ Đam. Bộ đàm nó phải có từ hai cái trở lên mới dùng được. Một cái đồng dùng với ai? Dẫn là được dùng đấy. Đấy thì hai đứa về mà chưa có làm. Nè, anh sẽ về trước đại ca đến lúc nào. Xách cái này về cho đại ca. Xe đây, chú ý vào. Lo là viện áp của nó tăng lên. Nó chỉ giao diện mỗi bút này nó đúng không? Ừ. Anh chưa nghiên cứu hết đâu. Anh chỉ biết là nó mấy cái chức năng đấy thôi. Thấy tốn pin với anh đáp đi mà. Chạy mất à, chưa vào được à? Đẹp còn lại gỗ gõ ấy. Mài cho cẩn thận. Không, cứ làm cái tròn tròn cho nó đỡ rắc. Làm cái... Tròn xong là mài nhẵn điểm là nó... Nguyên cả cái... Ấy, nguyên cả cái thanh của nó luôn. 14 phân rưỡi. Bằng cái này, bằng cái quay này. Cái xoang này nó là hơn 15 phân thì anh cứ làm 14 phân rưỡi nè. Là mỗi bên 5 ly là được. À. Gà vào tận đây dại nhỉ. Gà này. Bây giờ gà toàn sợ người. Chán để con nuôi nó sợ. Ừ. Mẹ này qua chỗ phủ kiếp mò đạn bày mẹ ra đường đây. Giờ nó không nó bán kiểu đấy mà. Nhìn thấy luôn đấy. Các bác hôm nay vẫn gạt
Mẹ đứng ở chỗ tốt ngay đứng.